Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số điều luôn xảy ra với bạn gần như thể vũ trụ đang chơi một trò chơi, tạo tiếng vang với suy nghĩ và cảm xúc của bạn, giống như có một mối liên hệ giữa những gì diễn ra trong đầu chúng ta và những gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta tới vũ trụ. Brian Tracy minh họa điều này bằng cách nói rằng bạn là một nam châm sống, những gì bạn thu hút vào cuộc sống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Điều này có nghĩa là vũ trụ không chỉ là một không gian thụ động xung quanh chúng ta, mà nó đang tích cực lắng nghe và phản hồi mọi suy nghĩ và lời nói của chúng ta thể hiện. Trong sự im lặng của nửa đêm, có một khoảnh khắc đặc biệt đã thu hút trí tưởng tượng của nhiều người vào lúc 3 giờ sáng. Trong thời gian bí ẩn đó, người ta nói rằng rào cản giữa tâm linh vũ trụ và trái đất gần như biến mất. Chính trong giờ phút kỳ diệu và bí ẩn này, vũ trụ đang thì thầm cho chúng ta biết những bí ẩn sẽ giúp chúng ta thức tỉnh. Khi kim đồng hồ chỉ vào thời điểm mà thực tại đang xen với điều thần thánh xảy ra, trong sự im lặng của buổi sáng sớm, đây thực sự là tin tốt để chúng ta có thể điều chỉnh lại tần số của mình. Nói chuyện với vũ trụ theo suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta có khả năng biến đổi mọi thứ hữu hình trong tâm trí thành các sự kiện và tình huống thực tế trong cuộc sống. Vậy làm cách nào để thực hành điều này? Tại sao vũ trụ muốn chúng ta thức dậy lúc 3 giờ sáng? Và nếu thức dậy vào thời gian này, chúng ta nên làm gì để kết nối được với vũ trụ? Tất cả sẽ được giải đáp trong video đặc biệt này. Hãy cùng chúng tôi khám phá ra bí mật ẩn giấu vào thời điểm 3 giờ sáng và cách để kết nối với vũ trụ vào thời gian này. Làm cách nào để những yêu cầu của chúng ta tới vũ trụ trở thành hiện thực? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ một cách chân thực và đơn giản nhất, giúp bạn dễ dàng áp dụng thực hành nó vào cuộc sống. Hãy tiếp tục theo dõi cho đến cuối video vì chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 5 cách hiệu quả để giao tiếp với vũ trụ vào khoảng 3 giờ sáng nhằm đảm bảo chúng ta gửi đi những tín hiệu phù hợp để hiện thực được cuộc sống mà chúng ta luôn mơ ước. Tại sao vũ trụ muốn chúng ta thức dậy lúc 3 giờ sáng? Những bí ẩn nơi thời gian và không gian đang xen trong vũ điệu thiên thể đầy âm mưu từ vũ trụ, nơi tiết lộ những bí mật ẩn giấu, có một điều kỳ diệu xảy ra lúc 3 giờ sáng. Theo cách trái đất quay và những gì đang diễn ra, một thứ gì đó cốt yếu sẽ được thay đổi vào khoảng hơn 3 giờ sáng. Theo vĩ độ, nó chỉ áp dụng cho tới 33 độ, khi đó hệ thống tâm trí và hệ thống cơ thể con người sẽ được vận hành theo một cách khác biệt hơn các thời điểm khác trong ngày, đó là một khả năng đặc biệt. Cuộc sống của chúng ta là sản phẩm của rất nhiều thứ mà chúng ta gọi là vũ trụ. Bản thân chúng ta cũng là một vũ trụ thu nhỏ. Rất nhiều thứ mà chúng ta đang hiện hữu là kết quả của những quy luật vận hành tự nhiên, bao gồm toàn bộ cách vận hành của vũ trụ. Những hiện tượng phi thường đang diễn ra ở vũ trụ này, chúng sẽ xảy ra bên trong bạn. Chúng ta không phải là một thành phần riêng biệt, cho nên khi chúng ta trở nên đồng điệu với cuộc sống, thì một số điều nhất định sẽ xảy ra. Điều này được bậc thầy tâm linh Sadhguru gọi là thuyết Brahma Muhuta. Khi thức dậy lúc 3 giờ sáng cũng có ý nghĩa tâm linh đối với nhiều người. Nó được coi là giờ của linh hồn, thời điểm mà bức màn ngăn cách giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Đây được coi là cơ hội để kết nối với những nguồn năng lượng cao nhất của vũ trụ. Khi thức tỉnh lúc 3 giờ sáng, chúng ta có thể gắn kết bản thân với năng lượng thần thánh này. Năng lượng sống động là nền tảng của mọi sự tồn tại. Mọi sự tồn tại trong vũ trụ đều cộng hưởng với tần số riêng của nó. Vì vậy việc thức tỉnh lúc 3 giờ sáng là thời điểm mà vũ trụ đang rung động với một nguồn năng lượng đặc biệt, cho phép chúng ta điều chỉnh được tần số cao nhất của mình. Tâm trí và vũ trụ về bản chất có mối liên hệ với nhau. Mọi suy nghĩ có thể tạo ra năng lượng, và nó có thể ảnh hưởng đến thực tế vật chất. Việc thực hành các bài luyện tập thường xuyên làm sạch tâm trí, cải thiện sự rõ ràng của suy nghĩ, giúp đánh thức sự sáng tạo, chẳng hạn như thói quen thức dậy thiền lúc 3 giờ sáng, được Đức Phật và nhiều bậc thầy tâm linh cho đó là điều vô cùng quan trọng để lắng nghe tiếng nói bên trong cơ thể. Vào lúc 3 giờ sáng, lúc năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ nhất, dành thời gian để suy ngẫm về bản thân cũng như phát triển cá nhân. Việc duy trì thói quen này sẽ giúp người đi trên con đường phát triển tâm linh tiến nhanh hơn bao giờ hết. Khoa học và tâm linh không xung đột mà có thể hợp tác cùng nhau để giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Mọi thứ trong vũ trụ đều có mối liên hệ với nhau. Suy nghĩ của chúng ta có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thực tế cuộc sống, và chúng ta có thể sử dụng trí óc của mình để thu hút những gì chúng ta mong muốn.
Điều này dựa trên nền tảng của lý thuyết hiện đại về luật hấp dẫn. Khi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, thời điểm khiến chúng ta rất dễ suy nghĩ tích cực và sự biến những suy nghĩ đó trở thành hiện thực. Vào lúc 3 giờ sáng, năng lượng thực sự rung động mạnh mẽ, tâm trí ở trạng thái khai mở dễ tiếp thu. Đây là khoảng thời gian tĩnh lặng và tập trung, rất phù hợp cho sự sáng tạo và nghiên cứu những điều mới mẻ. Ngoài ra, Nikola Tesla có một lý thuyết kỳ lạ về việc thức dậy lúc 3 giờ sáng. Ông tin rằng thời điểm này trong ngày đặc biệt có lợi cho sự sáng tạo và đổi mới. Theo ông, sự yên tĩnh và tĩnh lặng của buổi sáng sớm giúp đầu óc ông tỉnh táo và tập trung vào những ý tưởng sáng suốt nhất của mình. Tesla có niềm đam mê đặc biệt với số 3. Ông tin rằng con số này có tầm quan trọng đặc biệt trong vũ trụ và thường phổ cập vào tất cả các lĩnh vực theo bội số của 3. Sự thức tỉnh lúc 3 giờ sáng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự phản ánh niềm tin vào sức mạnh và tầm quan trọng của số 3. Số học cũng có điều gì đó để nói về việc thức dậy lúc 3 giờ. Vào buổi sáng, số 3 được coi là thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Nó tượng trưng cho sự sáng tạo và biểu hiện của Chúa Ba Ngôi. Sự thức tỉnh lúc 3 giờ sáng được coi là cánh cổng để khám phá tiềm thức. Trạng thái tỉnh táo này cho phép kết nối sâu sắc hơn với vũ trụ. Một khảo sát khoa học đã chỉ ra rằng trong não bộ của con người luôn phát ra các sóng não dạng điện trường. Trong đó có hai loại sóng não là alpha và theta. Vào thời điểm khoảng 3 giờ sáng, não bộ của bạn sẽ phát ra hai tần số mạnh mẽ nhất là sóng alpha và theta. Hai loại sóng này có tác dụng giúp não bộ ghi nhận sâu sắc các thông tin, kiến thức mà nó dung nạp, nơi tâm trí có thể học hỏi sâu sắc, nhận thức đầy đủ và tập trung tối đa. Khoa học gọi đây là cổng vào tiềm thức. Thông tin về sóng não theta thường xuất hiện khi chúng ta ở trong giai đoạn giấc ngủ sâu, thường là giai đoạn REM hay gọi là giai đoạn mơ nhiễm. Giai đoạn REM thường xảy ra nhiều vào cuối giấc ngủ và đặc trưng bởi sự hoạt động não cao và mơ nhiễm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vào khoảng hơn 3 giờ sáng, chu kỳ giấc ngủ thường đi vào giai đoạn REM nhiều hơn, và sóng não theta có thể được quan sát mạnh mẽ trong giai đoạn này. Cơ thể chúng ta có một hệ thống nhịp sinh học tự nhiên, thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ. Chu kỳ giấc ngủ thường kéo dài khoảng 90 đến 110 phút và bao gồm cả giai đoạn ngủ nhẹ, ngủ sâu và REM. Khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến khoảng 6 giờ sáng thường là thời gian mà chu kỳ REM hoạt động sóng não theta tăng cao. Trong giai đoạn này, hoạt động sóng não thường tăng cao ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn so với khi chúng ta thức tỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc não bộ hoạt động mạnh mẽ, có thể liên quan đến quá trình học tập và ghi nhớ thông tin. Khi bạn thức dậy vào thời gian này, sóng não alpha sẽ xuất hiện mạnh mẽ cùng lúc với theta. Chúng sẽ đi đến trạng thái REM vừa thư giãn vừa tỉnh táo. Giai đoạn REM còn được liên kết với những giấc mơ nhiễm và trạng thái tưởng tượng. Những giấc mơ này là cách chúng ta đi sâu vào tiềm thức của mình. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng REM có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý thông tin và học tập. Quá trình này giống với trạng thái thiền nhập định sâu của Đức Phật. Bạn có thể dễ dàng kết nối với tiềm thức và quá khứ của mình nhưng vẫn trong trạng thái tỉnh thức ở giai đoạn REM. Có thể thấy rằng, khoa học và tôn giáo là hai mặt của một đồng xu và cả hai đều tìm cách giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Việc nghiên cứu về sóng não và giấc ngủ vẫn đang được các nhà khoa học tiếp tục để hiểu rõ hơn về cơ chế này lên giấc ngủ và những tác động lên cơ thể con người. Tuy nhiên, nó cho chúng ta một nhận thức rõ ràng rằng thời điểm 3 giờ sáng là thời điểm vô cùng quan trọng trong việc thức tỉnh tâm linh, khai mở tâm trí và thực hành tỉnh thức. Đây được xem là chìa khóa bí mật sẽ giúp bạn tìm thấy trí tuệ vượt thời gian. Nhưng làm sao chúng ta có thể thức dậy vào lúc 3 giờ sáng? Nếu như bạn trở nên đồng điệu với cuộc sống, bạn cũng sẽ dễ dàng thức giấc vào khoảng sau 3 giờ sáng. Khi đó bạn không cần phải dùng chuông báo thức, không cần phải dặn mình đi ngủ sớm, không cần đặt vào tiềm thức mình một ý nghĩ phải thức dậy. Lúc đó, sẽ có một tia sáng của sức sống trong bạn lóe lên và làm bạn tỉnh thức, ngay cả khi bạn đang ngủ rất sâu, và bạn vẫn sẽ thức dậy. Điều này xảy đến với bạn một cách tự nhiên, đó là dấu hiệu bạn đang đồng điệu được với thiên nhiên, bạn đang hòa chung một nhịp với vũ trụ. Chúng ta nên làm gì khi thức dậy vào khoảng thời gian này? Chúng ta có nên học thiền, học yoga hay chúng ta nên tụng kinh? Điều đó không quan trọng.
Bạn có thể thực hành bất cứ điều gì mà bạn nhận được khai mở về mặt năng lượng, bởi vì sự khai mở không xảy ra ở một bài thực hành, nó xảy ra ở một quá trình bạn vận dụng và đưa vào hệ thống nhận thức của bạn, đưa vào thói quen của bạn. Nó khắc sâu vào trong tâm trí bạn, từ ý thức cho đến tiềm thức. Cho nên, nếu bạn đã có một hạt giống khai mở năng lượng bên trong mình và bạn đã thức dậy vào lúc Brahma Muhuta rồi, hãy dậy và thực hành bất cứ phương pháp nào mà bạn cảm thấy phù hợp. Nó sẽ mang lại hiệu quả tối đa nhờ cách mà vũ trụ đang vận hành, tạo ra nguồn rung động mạnh vào thời gian này. Nếu bạn trở nên tỉnh thức theo một cách nào đó ở một mức độ nhận thức nhất định, bạn sẽ tự nhiên biết được thời khắc ấy đến. Bạn đi ngủ đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ, và bạn sẽ luôn biết khi thời điểm 3 giờ sáng tới, bởi vì toàn bộ cơ thể bạn sẽ hoạt động theo cách tự nhiên cần nó vận hành. Vào lúc đó, nếu bạn ngồi dậy và thực hiện bất kỳ bài tập nào mà bạn cảm thấy mình sẽ khai mở năng lượng, nhưng ngoại trừ đọc sách, thì nó sẽ mang đến hiệu quả tối đa. Hạt giống sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết vào thời khắc ấy để có thể nảy mầm và vươn lên nhanh hơn so với các thời điểm khác. Điều này đúng về cả hạt giống hữu hình lẫn hạt giống vô hình của tâm trí, và điều này chỉ dành cho những ai đã thực sự được khai mở về mặt năng lượng. Do đó chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về cách khai mở năng lượng này ở phần tiếp theo. Hãy đồng hành cùng chúng tôi đến cuối cùng, bạn sẽ biết 5 cách để kết nối với vũ trụ, thông qua những phương pháp thực hành thực tế ai cũng có thể làm được. 1. Cách đầu tiên để kết nối hiệu quả với vũ trụ là khai thác sức mạnh của năng lượng. Đây là nơi mọi thứ trở nên thực sự hấp dẫn. Khái niệm về việc gửi những yêu cầu tràn đầy năng lượng đến vũ trụ bắt nguồn từ hai định luật cơ bản, luật rung động và luật hấp dẫn. Những suy nghĩ của bạn không chỉ là hoạt động tinh thần ngẫu nhiên, chúng mang theo năng lượng và tần số rung động. Mỗi suy nghĩ sẽ tạo ra một tần số rung động cụ thể trong những tế bào thần kinh của não. Về bản chất, năng lượng và những rung động phát ra từ suy nghĩ của bạn đóng vai trò như một nam châm thu hút và thể hiện những gì bạn tập trung vào. Hoạt động năng lượng này tạo ra một lực mạnh mẽ thu hút những trải nghiệm bên ngoài cuộc sống tương ứng về phía bạn. Bằng cách hiểu nguyên tắc này, bạn có thể định hướng suy nghĩ của mình một cách có ý thức tới những kết quả mà bạn mong muốn. Khai thác sức mạnh suy nghĩ trong bạn để định hình cuộc sống ngoài thực tế. Suy nghĩ của bạn là nền tảng thực tế của cuộc sống. Hãy nghĩ về trạng thái rung động của bạn như một ngọn hải đang kêu gọi vũ trụ. Khi bạn ở trạng thái vui vẻ, biết ơn hoặc yêu thương, bạn phát ra một rung động tần số cao. Vũ trụ phản hồi bằng cách mang những trải nghiệm về con người và tình huống cộng hưởng với những trạng thái tích cực này. Nếu bạn thường xuyên ở trong một trạng thái lo lắng, sợ hãi hoặc tức giận, bạn đang phát ra tần số rung động thấp hơn. Không may, điều này thu hút những trải nghiệm phản ánh những cảm giác tương tự. Đó là một phản ứng phổ quát và không thiên vị. Do đó hãy cẩn thận với những suy nghĩ đơn giản bên trong bạn, bởi vì nó sẽ trở thành số phận của bạn trong tương lai. Bây giờ điều quan trọng chúng ta cần chú ý đến là cách phân bố năng lượng của mình đi theo hướng có ý thức. Hướng năng lượng của chúng ta tới đâu tùy thuộc vào quyền tự do lựa chọn trong suy nghĩ, và thậm chí hành động đưa ra quyết định cuối cùng cũng cần đến năng lượng của suy nghĩ. Albert Einstein từng nói mọi thứ đều là năng lượng. Năng lượng chúng ta tập trung vào đâu sẽ định hình thực tế cuộc sống của chúng ta ở đó. Bạn có khả năng quản lý và xác định năng lượng nơi nó tập trung vào. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể chuyển năng lượng hướng tới mục tiêu và khát vọng của mình một cách hiệu quả. Khi bạn trở nên hòa hợp hơn với trạng thái rung động của mình, bạn bắt đầu sống hòa hợp với năng lượng của vũ trụ. Bạn trở nên lưu tâm hơn đến mọi suy nghĩ và cảm xúc, hiểu được tác động của chúng đối với trải nghiệm cuộc sống của bạn. Giống như có một cuộc trò chuyện bí mật với vũ trụ, nơi thế giới bên trong của bạn thì thầm và vũ trụ lắng nghe và phản hồi, điều quan trọng là bạn phải nhận ra điều đó. Bạn có khả năng kiểm soát năng lượng của mình. Khi bạn cảm thấy chán nản, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của mình đến thứ gì đó nâng cao tinh thần. Bạn cũng có thể tác động đến năng lượng của mình bằng cách dành thời gian thức dậy vào lúc 3 đến 5 giờ sáng, tắm mình vào nguồn năng lượng cao của vũ trụ và thực hiện những phương pháp thay đổi suy nghĩ tích cực để nâng cao tần số rung động của mình. Chẳng hạn như khi bắt đầu ngày mới bằng những điều bạn biết ơn, sẽ tạo ra một giai điệu rung động cao trong ngày, nó rất quan trọng. Khi bạn ý thức được trạng thái rung động của mình và cố tình chuyển nó sang hướng tích cực,
những thay đổi nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong năng lượng bạn gửi ra vũ trụ. Bằng cách điều chỉnh trạng thái rung động của bạn với những gì mình muốn thu hút, vũ trụ sẽ hướng về phía bạn và mang đến cho bạn mọi thứ cộng hưởng với năng lượng đó. Cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời hơn những gì chúng ta thấy bằng mắt. Sức mạnh của năng lượng có thể tạo ra những biến đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống. Bằng cách đặt niềm tin vào nó và nhận ra sự xứng đáng của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng sự hào phóng trao đi năng lượng tới người khác, bạn sẽ có một sức mạnh lớn hơn. Có thể kết nối với một cái gì đó rộng lớn ngoài vũ trụ, thứ gì đó có thể sở hữu siêu trí tuệ cùng tình yêu vô tận. Năng lượng sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ tới sức khỏe của bạn. Nó làm trẻ hóa tế bào và cải thiện sức khỏe thể chất. Những cảm giác uể oải, mệt mỏi cùng sự rối loạn và căng thẳng sẽ tan biến, thay thế bằng cảm giác bình an, cân bằng và thư thái. Năng lượng của bạn sẽ trở nên trong trẻo và thuần khiết, trôi chảy như dòng suối trong vắt trên đầu ngọn núi. Bạn trân trọng cuộc sống của mình, tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống một cách thường xuyên hơn, làm phong phú tâm hồn của bạn. Bạn sẽ có trí tuệ và bình an nội tâm, sự thông suốt và sáng tỏ sẽ xuất hiện trong suy nghĩ. Đây là tác động sâu sắc của năng lượng, và khi bạn đặt niềm tin vào nó, mọi thứ sẽ dễ dàng xảy ra vào đúng vị trí. Khi bạn tin tưởng vào vũ trụ và có niềm tin vào khả năng của chính mình, năng lượng của bạn trở nên mạnh mẽ, trí tuệ và sự bình an sẽ xuất hiện từ bên trong. Suy nghĩ của bạn chuyển thành niềm tin, và những giấc mơ của bạn bắt đầu trở thành hiện thực trong cuộc sống. Bằng cách tin vào ước mơ của mình và thực hiện những bước đi cụ thể đúng hướng, bạn sẽ có khả năng tạo ra những biến đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống, đạt được mọi thứ bạn từng khao khát. Một khi bạn có niềm tin vào bản thân, dưới sự hướng dẫn của vũ trụ, bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu và khám phá ra sứ mệnh thực sự của bạn trong thế giới này. 2. Cầu nguyện. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào những thực hành này thu hẹp khoảng cách giữa thế giới bên trong của chúng ta và vũ trụ rộng lớn? Cho dù bạn đang tụng kinh, cầu nguyện hay lặp lại câu thần chú, tất cả điều đó giúp bạn hiện diện có mặt hoàn toàn, bạn đang tham gia vào một cuộc trò chuyện chân thành với vũ trụ. Trong nhiều nền văn hóa, cầu nguyện là một cách trò chuyện thầm lặng để kết nối trái tim với vũ trụ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tôn giáo đều tôn vinh việc cầu nguyện và tụng kinh vào buổi sáng sớm. Nó giống như một hình thức giao tiếp ngầm mạnh mẽ, có thể giúp con người bắt đầu ngày mới được tắm mình trong những phước lành và ân sủng. Chẳng hạn như đạo Phật có nghi lễ tụng kinh Án Quang vào lúc 3 giờ sáng. Trong Thiên Chúa giáo, buổi sáng sớm cũng là thời điểm quan trọng để thực hiện cầu nguyện và dâng lời tạ ơn cho Chúa. Trong khi đạo Hindu, nhiều người Hindu thức dậy sớm để thực hiện các nghi lễ như puja và thực hiện các bài kinh nguyện. Còn đối với người Hồi giáo thường thực hiện 5 lần salat, cầu nguyện, hàng ngày. Và một trong những lần này là Fajr, cầu nguyện vào lúc bình minh, tức khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng. Fajr là một phần quan trọng của thực hành tôn giáo hàng ngày của người Hồi giáo. Và với đạo Sư, người Sư thường dậy sớm để thực hiện nghi lễ Nickname, gồm các bài kinh nguyện từ Granth Sahib vào buổi sáng sớm. Việc cầu nguyện là công cụ mạnh mẽ để truyền đạt những suy nghĩ về lòng biết ơn và tình yêu đối với cuộc sống. Chìa khóa ở phương pháp này là sự nhất quán và chân thành trong tâm trí, đó là trạng thái cảm xúc cao đem đến những rung động năng lượng mạnh mẽ. Nó sẽ duy trì được luồng giao tiếp ổn định giữa bản thể với sự sống. Ngoài ra, đây không chỉ là niềm tin tôn giáo, nó còn là về một kết nối phổ quát, vượt qua những ranh giới hiểu biết. Trong nhiều truyền thống tâm linh, một số âm thanh hoặc một số cụm từ thiêng liêng nhất định được cho là có tác động rung động năng lượng mạnh mẽ đến tâm trí và cơ thể con người, giúp đưa chúng ta đến các trạng thái ý thức và nhận thức cao hơn. Chẳng hạn như thần chú tiếng Phạn như cụm từ Om Namah Shivaya, nó có nghĩa là tôi cúi đầu trước nội tâm. Để thực hành thần chú này, bạn có thể tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái và nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi để cơ thể thư giãn và tâm trí ổn định. Sau đó, bắt đầu thầm lặng lặp lại câu thần chú với chính mình. Om Namah Shivaya cho phép âm thanh vang vọng bên trong cơ thể bạn khi bạn niệm thần chú. Tập trung sự chú ý của bạn vào âm thanh và độ rung của các từ ngữ, thay vì chỉ chú ý vào ý nghĩa của chúng, để thần chú trôi chảy một cách tự nhiên và dễ dàng mà không cần căng thẳng hoặc ép buộc. Nếu tâm trí bạn bắt đầu đi lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý của bạn trở lại âm thanh của câu thần chú. Khi bạn tiếp tục tụng kinh,
bạn có thể bắt đầu nhận thấy một cảm giác bình yên và tĩnh lặng sâu sắc xuất hiện bên trong. Bạn cũng có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp hoặc rung động ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Khi đó câu thần chú bắt đầu đánh thức năng lượng và kích hoạt phép thuật bên trong của bạn. 3. Phương pháp thiền định. Bằng cách tập trung thuần thục vào hơi thở, chúng ta sẽ có mặt trọn vẹn ở hiện tại, làm dịu tâm trí, mở cánh cửa thấu hiểu sâu sắc về bản chất thực sự của tồn tại. Phương pháp thực hành này cũng giúp chúng ta rèn luyện sự tập trung mà không bị những phản ứng cảm xúc tự nhiên gây gián đoạn. Điều này cũng nâng cao sức mạnh năng lượng bên trong bạn, kết nối được với nguồn năng lượng của vũ trụ. Thực hành thiền là một cách khác để nâng cao năng lượng trong cơ thể, thông qua kết nối với tâm ngọn lửa, làm gia tăng sức nóng bên trong bạn. Việc cảm nhận và điều khiển dòng năng lượng sinh lực trên khắp cơ thể và bên trong cơ thể này, chúng ta có thể bắt đầu đánh thức điều kỳ diệu của vũ trụ ẩn chứa bên trong chúng ta. Bằng cách thực hành chánh niệm, luôn tỉnh thức và hướng sự tập trung của mình trong mọi khoảnh khắc, bất cứ khi nào hãy hướng sự chú tâm của mình vào bên trong, nơi ngọn lửa này ngày càng lớn hơn và sáng hơn, lấp đầy toàn bộ cơ thể bạn bằng sự ấm áp và rạng rỡ. Khi bạn quan sát hơi thở, hãy duy trì ngọn lửa ổn định và giữ chúng trong tâm. Bạn sẽ trở thành nguồn ánh sáng và trí tuệ mạnh mẽ, thu hút được nguồn năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ. Bạn trở thành ngôi sao tự tỏa sáng, một tiểu vũ trụ thu nhỏ, không còn cái tôi tách biệt, bạn hòa làm một với cái tổng thể. Khi bạn tiếp tục duy trì điều này, với năng lượng mạnh mẽ của ngọn lửa bên trong tâm, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi sâu sắc trong ý thức và khả năng thể hiện mọi mong muốn của mình. Bạn có thể thấy rằng mình thực sự đồng bộ với sức mạnh năng lượng cao, cơ hội bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, như thể vũ trụ đang âm thầm hỗ trợ bạn hướng tới mục tiêu của mình. 4. Thuật hình dung. Đây không chỉ là việc mơ mộng hay ước muốn vu vơ, mà là việc chủ động định hình thực tế của bạn bằng hình dung trong tâm trí. Đó là việc tạo ra một hình ảnh tinh thần sống động và chi tiết về kết quả mong muốn của bạn, như thể chúng đã diễn ra trước mắt bạn. Thực hành này không chỉ thu hút trí tưởng tượng mà còn cả cảm xúc, giác quan và hệ thống niềm tin của bạn. Nó giống như xây dựng một cầu nối giữa vị trí hiện tại của bạn và nơi bạn muốn trở thành. Sức mạnh thực sự của việc hình dung nằm ở khả năng tác động đến tiềm thức của bạn khi bạn liên tục hình dung ra thứ mình muốn. Những mục tiêu đã đạt được, bạn bắt đầu nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng của chúng. Niềm tin này sau đó ảnh hưởng một cách tinh tế đến suy nghĩ của bạn, thúc đẩy hành động và mọi phản ứng, biến ước mơ của bạn thành việc hình dung chúng trở thành hiện thực. James Allen, một triết gia và nhà văn nổi tiếng, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống trong trạng thái mong muốn. Theo ông, bạn sẽ đạt được mục tiêu hôm nay, nơi mà những suy nghĩ của bạn đã đưa bạn đến, và ngày mai, nơi mà những suy nghĩ của bạn sẽ đưa bạn đến. Nếu bạn mơ ước được sống trong một ngôi nhà mới, đừng chỉ hình dung ra ngôi nhà, hãy tưởng tượng một cách chân thực khi đi bộ qua các căn phòng, cảm nhận những kết cấu vật liệu, nghe thấy những âm thanh của môi trường xung quanh, và kết nối mọi cảm xúc với không gian như thể bạn đã ở đó. Mức độ chi tiết trong hình dung này rất quan trọng, vì nó kích hoạt các phản ứng cảm xúc và sinh lý tương tự như những gì bạn sẽ trải qua. Những phản ứng này gửi tín hiệu mạnh mẽ để vũ trụ điều chỉnh năng lượng của bạn theo khát vọng của bạn. Trải nghiệm càng thực tế bao nhiêu, nó càng tác động sâu sắc đến suy nghĩ của bạn bấy nhiêu, và tín hiệu bạn gửi đến vũ trụ càng mạnh mẽ tương ứng. Bằng cách thực hành thuật hình dung thường xuyên, bạn có thể tạo ra một bản kế hoạch chi tiết rõ ràng và hấp dẫn về những mong muốn của mình trong tâm trí. Bản thiết kế tinh thần này sau đó hoạt động như một nam châm thu hút các cơ hội, nguồn lực và kết nối cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu của bạn. Đó là một cuộc hành trình từ thế giới nội tâm của suy nghĩ và tưởng tượng, đến thế giới bên ngoài của hiện thực và thực tế. Đó là một cuộc trò chuyện mạnh mẽ với vũ trụ, gửi những thông điệp rõ ràng, cụ thể và đầy cảm xúc về những gì bạn thực sự mong muốn. Vậy tại sao bạn không dành chút thời gian mỗi ngày để hình dung những giấc mơ của bạn, đặc biệt vào lúc 3 đến 5 giờ sáng nơi cổng vũ trụ đang mở? Năng lượng của bạn rất dễ để hòa vào năng lượng cao của vũ trụ. Hãy hình dung chúng một cách chi tiết, cảm nhận những cảm xúc liên quan đến chúng, và quan sát khi vũ trụ bắt đầu dệt chúng vào tấm thảm cuộc đời bạn. Hãy nắm lấy sức mạnh của thuật hình dung,
cơ hội khai mở của vũ trụ lúc 3 giờ sáng và xem nó đưa chúng ta đến đâu. 5. Những lời khẳng định. Những lời khẳng định là công cụ biến đổi cuộc sống mạnh mẽ. Chúng định hình lại tiềm thức của chúng ta, sắp xếp lại tần số rung động của chúng ta cho phù hợp với mong muốn và truyền đạt ý định của chúng ta với vũ trụ. Bằng cách khẳng định mục tiêu của chính mình và luôn cam kết với chúng, bạn sẽ cởi mở với chính mình trước sự hỗ trợ và phong phú của vũ trụ, mở đường cho những khát vọng của chúng ta trở thành hiện thực. Tiềm thức là một người điều khiển thầm lặng, nhưng có ảnh hưởng đối với suy nghĩ và hành vi của chúng ta một cách mạnh mẽ. Bằng cách bắt đầu tiếp thu những kiểu suy nghĩ mới, thường xuyên khẳng định mục tiêu và niềm tin cốt lõi của mình, chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại tiềm thức của chính mình. Các Jung từng có một tuyên bố mạnh mẽ rằng, sự đồng bộ là một thực tế luôn hiện hữu đối với những ai có mắt để nhìn thấy. Điều này ý nói rằng, những lời khẳng định thể hiện nhiều điều đang diễn ra trên thế giới hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt. Lời khẳng định là một cách để chúng ta giao tiếp với vũ trụ, và nó chứa đựng những manh mối quan trọng về cuộc sống cũng như số phận của chúng ta. Sự đồng bộ ở xung quanh chúng ta, đó là nghệ thuật của sự trùng hợp đầy ý nghĩa, một ngôn ngữ được nói bởi vũ trụ. Nhiều người trong chúng ta đã nói lời khẳng định và trải nghiệm được sự đồng bộ thực tế đó bên ngoài, và đó chính là chìa khóa ẩn giấu đằng sau những điều trùng hợp bạn gặp trong cuộc sống. Quá trình biến đổi này giúp làm tan biến những niềm tin hạn chế và thay thế chúng bằng những niềm tin có sức mạnh. Chẳng hạn như một lời khẳng định rằng, tôi có khả năng vượt qua mọi thử thách một cách mạnh mẽ và dễ dàng. Điều này có thể chuyển nhận thức của một người từ nghi ngờ sang tự tin. Sự thay đổi này không chỉ diễn ra bên trong tâm trí, nó còn vang vọng bằng sóng năng lượng xuyên suốt khắp vũ trụ. Vũ trụ sẽ phản ứng lại với tần số rung động của chúng ta, và bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi suy nghĩ và niềm tin của chính mình. Khi những lời khẳng định của chúng ta hòa hợp với những mong muốn bên trong, vũ trụ sắp xếp các hoàn cảnh, cơ hội và cuộc gặp gỡ để phản ánh hệ thống niềm tin mới bên ngoài. Nó giống như việc bạn điều chỉnh lại những tần số phát đi của mình bằng sự sẵn sàng và sẵn lòng đón nhận. Việc lặp đi lặp lại những lời khẳng định sẽ gửi một tín hiệu nhất quán rõ ràng về sự cống hiến của chúng ta cho các mục tiêu của mình. Cam kết này đóng vai trò như một chất xúc tác thu hút các năng lượng hỗ trợ của vũ trụ về phía bạn. Nó giống như tuyên bố với vũ trụ rằng tôi sẵn sàng và cởi mở đón nhận mọi thay đổi và cơ hội mới sẽ đến với mình. Nó sẽ giúp tôi đạt được mọi mục tiêu mà mình mong ước. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trên hành trình đến cuối video này. Nếu bạn tìm thấy điều gì hữu ích ở đây, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất. Chia sẻ video này tới những người khác để họ cùng được hưởng lợi từ thông điệp này và đừng quên để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần bình luận. Sự kết nối của bạn giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ những video khác có giá trị hơn tới cộng đồng. Video này của chúng tôi đã giúp bạn tìm thấy điều mình mong muốn chưa? Hãy hỗ trợ nhóm người sáng tạo của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút cảm ơn bên dưới video. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều này vì nó giúp ích cho kênh của chúng tôi rất nhiều. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong video tiếp theo, chúc các bạn trong cuộc sống nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.